Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Còn Zika Audio hôm nay sẽ chia sẻ đến các bác một cái sản phẩm mới, nó là dòng băng cư lai số, mã là Quigwood, thương hiệu là Quigwood, mã là K10BL. Vâng, thì là sản phẩm mới bên em test một đoạn nhạc karaoke để chúng ta cùng nghe và đánh giá nhé. Thành phố nào nhớ không em, nơi chung quanh tìm cùng em đêm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quay quay co biết không không xa. Chiều xa tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em. Mắt mắt em buồn trong sương chiều, anh thấy đẹp hơn. Một sáng nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày quà riêng mình. Anh phố buồn nằm nghe con cò, người lừa đưa chim rơi sương mù. Vì bên nhau trong góc giao thừa, tiếng tin cầu dệt mộng yêu thương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi. Rồi từ đó vì cách xa giữa tình thế nhạt nhòa, rồi từ đó chốn phong ba em làm giàu nhà người. Vâng, thì bên em cũng vừa test một đoạn nhạc karaoke về cái vang cơ lai số thế hệ mới hiện nay. Vâng, về cái echo rất là ngọt ngào, đặc biệt cái dòng echo rất là ngọt, và bên Zika Audio đánh giá rất là tốt, và thị trường đánh giá cũng rất là tốt, và bên em mới về được một lô mới để giới thiệu đến các bác đấy ạ. Vâng, thì đó là vang cơ lai số WeWood. Vâng, mã là K10BL ạ. Vâng, K10BL. Đây là dòng vang cơ lai số được tích hợp rất là nhiều tính năng. Và đầu tiên đó là một vang cơ được xử lý bằng chip số phía bên trong, và chip số này là mang 48 bit. Và đặc biệt là chúng ta chỉnh tất cả bằng cơ phía bên ngoài bằng một cái tua vít dẹt, chúng ta có thể can thiệp rất là đơn giản. Nhưng đặc biệt là cái nhạc được xử lý bằng chip số cho ra chất âm rất là hay và sạch. Vâng, thì đây là cái giao diện phía trước đấy ạ, phía trước của cái vang cơ lai số Quigwood mã là K10BL. Và đây là phía đằng sau, em đã để một chiếc sẵn ở phía trên để chúng ta cùng xem cả đằng trước và cả đằng sau. Vâng, cái này có những cái gì đặc biệt tính năng? Vâng, em kể đó là đầu tiên chúng ta được tích hợp rất là nhiều cách kết nối tín hiệu. Đầu tiên đó là bằng Bluetooth, đây có tín hiệu kết nối bằng Bluetooth không dây. Và cái này có cả kết nối cổng quang các bác nhé, kết nối bằng cổng quang ạ. Đây ạ, và đây là cổng kết nối cổng quang để chúng ta có thể kết nối được với cái lại cái tivi thế hệ mới thông minh, và cũng có thể kết nối bằng cái jack AV, bằng AUX1 và AUX2. Còn đây là ba cái ưu điểm về cách kết nối. Và một cái ưu điểm kết nối nữa để chúng ta phát nhạc đó là kết nối USB ạ. Vâng, đây là kết nối USB rất là hay, rất là tiện. Tương ứng phía đằng trước là chúng ta có thể can thiệp bằng những cái chỉnh nhạc như next, như bật play. Và đặc biệt ở trong cái chế độ của đọc USB nó có chế độ EQ đây này. Đây là chế độ chơi nhạc, khi mà chúng ta thích nghe các cái chế độ nhạc nào thì chúng ta có thể can thiệp bằng EQ. Đấy, pop này, rock này, ra này, đấy chúng ta có thể chuyển flat này. Đó là cái tiện ích về cái đường USB chúng ta có thể kết nối được. Và tín hiệu ra phía đằng sau thì cũng như các cái vang cơ lai số hiện nay trên thị trường, có hai cổng chính là left và right để tín hiệu đi ra để chúng ta kết nối xuống đây.
hoặc là kết nối với Amply và có cả cổng loa center. Chúng ta nghe là bằng loa center đấy ạ. Và có cả một đường sub riêng đấy ạ, subwoofer này, đường sub riêng. Và chúng ta có thể can thiệp được bằng volume này, volume sub này và các tần số này. Đấy, còn đây là sub cắt. Nói chung là rất là nhiều cái tính năng mới. Và mic thì cũng được chia làm 5 đường line mic. Phía đằng sau có 2 đường line và phía đằng trước có 3 đường line. Thì bên em cũng đang vừa hát trực tiếp xong ạ. Đó, đấy là tất cả những cái gì mà nổi trội ở trong cái Vancouver Line số WeWood mã là K10BL. Các bạn thấy không ạ? Vâng, rất là đẹp. Rất là đẹp luôn ạ. Và đây có một cái màn hình đây. Có một màn hình hiển thị LCD. Đấy, khi mà chúng ta chuyển chế độ Bluetooth, chúng ta ấn chữ mode đấy ạ. Chữ mode này chúng ta có thể chuyển chế độ Bluetooth. Đấy, nó hiện lên blue đấy ạ. Vâng, rất là tiện. Nói chung là thời đại công nghệ số mà được tích hợp những cách kết nối rất là hay như thế này thì thật sự trên những cái dòng vang trên thị trường hiện nay rất là ít. Đấy, các bác kết nối bằng USB này, kết nối bằng cổng quang này, kết nối bằng Bluetooth này, kết nối bằng jack AV hoa sen này. Đấy, rất là đa năng. Và phía sau này có một cái anten nữa. Anten thì cái này là cái mới bên em chưa ấy ra. Chưa bắt vào đây, phía sau có một cái anten nữa đây ạ. Đây, thì tất cả những cái hộp đi kèm là đều có anten hết các bác nhá. Một hộp đây ạ. Em để sẵn đây hộp đây ạ. Đây, giấy tờ đi kèm này. Catalog đi kèm đây ạ. Vâng, toàn đây là hàng Trung Quốc đây ạ. Vâng. Cái này bên em đã bắt cái anten đây rồi ạ. Rồi, đặc biệt cái dòng này là dòng mới của công ty, vì thế bên em bảo hành cho các bác 1 năm nhé. Lỗi 1 đổi 1 trong tháng đầu. Rồi, thì em đang kết nối bằng tín hiệu dây hoa sen. Rồi, các bác thích kết nối bằng kiểu nào thì các bác có thể can thiệp được các bác nhé. Vâng, tất cả những cái này là bên em đánh giá rất là cao. Thứ nhất công nghệ, thứ hai là xử lý âm thanh rất là tuyệt vời. Vâng, nói chung là hát về echo cũng rất là thuyết phục. Thợ kỹ thuật bên em cũng kinh nghiệm rất là lâu năm, đánh giá con này rất là tốt. Và nói chung là giá tiền thì cực kỳ là vừa, nó không quá đắt đâu ạ. Vâng, thì đó là tất cả những cái gì mà hôm nay bên em muốn giới thiệu đến các bác. Một dòng Vancouver Line số mới mang thương hiệu WeWood, đây là dòng công nghệ Mỹ sản xuất tại Trung Quốc, mã là K10BL. Vâng, thì các bác nào muốn sở hữu một cái Vancouver Line số đẳng cấp tuyệt vời và giá thành hợp lý như thế này thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Còn bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác nhanh nhất có thể. Vâng, cuộc sống càng ngày càng phát triển và công nghệ số cũng càng ngày càng phát triển, và tất cả những cái nhạc số cũng phát triển rất là nhiều. Và để xử lý được chất nhạc hay thì không phải cái vang nào cũng có thể mang lại được. Chúng ta phải chọn lựa những cái vang phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với không gian, phù hợp với những đôi loa, phù hợp với những cái đẩy, những cái âm ly. Đấy là cái mà chúng ta cần phải khai thác triệt để. Vâng, bên em của khi mà các bác gọi điện cho bên Zik Audio thì bên em cũng tư vấn rất là chi tiết. Thường hỏi nhà các bác có những sản phẩm như thế nào để bên em tư vấn cho các bác làm sao có những sản phẩm phù hợp, để tránh chúng ta mua những sản phẩm mà nó không tương thích. Đây là cái mà bên Zik Audio luôn mong muốn và luôn hoàn thiện trong tất cả các khâu, từ tư vấn, từ chăm sóc khách hàng, từ những cái sản phẩm bán ra thị trường bao giờ cũng là hoàn hảo nhất và tốt nhất. Vâng, thì tần đấy thời gian thì cũng giúp được các bác hiểu được phần nào về sản phẩm mới bên Zik Audio giới thiệu. Vâng, bác nào muốn sở hữu thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh nhé. Vâng, các bác cảm thấy video hay, các bác có thể like cho em một like để bên em có thêm động lực và phát triển. Vâng, sau cùng em xin phép được dừng video và chúc tất cả các bác mọi người được có sức khỏe và thành công. Vâng, thì một lần nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video. Và xin chào và hẹn gặp lại.